Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8, Ukraine tiếp tục tấn công và làm hư hại cây cầu thứ ba tại vùng Kursk trong nỗ lực nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần của Nga. Moscow sẽ làm gì để chặn đứng bước tiến tiếp theo của quân Kiev? Các blogger Nga và truyền thông Ukraine cho rằng cây cầu ở làng Karit bắc qua sông Seim hiện không thể sử dụng được và chính quyền Nga trong khu vực cảnh báo dân thường rằng việc đi về phía nam qua sông đã trở nên bất khả thi. Hiện không rõ Ukraine đã sử dụng vũ khí gì để vô hiệu hóa cây cầu. Kể từ khi xâm nhập tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã triển khai các đội phá hủy thuộc lực lượng đặc biệt, tên lửa dẫn đường tầm xa và các cuộc không kích để tấn công cơ sở hạ tầng đường bộ và giao thông của Nga. Họ muốn đảm bảo rằng tuyến đường thủy trên sông Seim và khu vực lãnh thổ xung quanh nó sẽ không cho phép phương tiện nào đi qua được. Trước đó, một cuộc tấn công hôm 16 tháng 8 đã làm nổ tung một lỗ rộng 2 mét trên một cây cầu cách Kazi khoảng 5,5 km về phía đông, gần làng Zvanove, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết, đòn tấn công chính xác được thực hiện bằng cách sử dụng bom dẫn đường thả từ trên không. Các nghiên cứu định vị địa lý đã xác nhận vị trí của các hình ảnh cây cầu bị phá hủy là tại phía bắc làng Zvanove, cũng bắc qua sông Seim. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, Mikola Omitchuk cho biết, các hình ảnh cho thấy một quả bom đã đánh trúng cây cầu quan trọng ở Giordanoe. Các đơn vị pháo binh tầm xa của AFU đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường do Mỹ sản xuất để tấn công một cây cầu khác bắc qua sông gần làng Gruskovo, cách Zvanove khoảng 8 km về phía đông từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8. Các cuộc tấn công đã làm thủng ít nhất 4 lỗ lớn xuyên qua lớp bê tông cốt thép của cây cầu. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine cho biết, một quả bom dẫn đường được thả từ trên không cuối cùng đã đánh sập cầu vào ngày 16 tháng 8. Hình ảnh video vệ tinh và từ thiết bị bay không người lái được Kiev Post xem xét và định vị địa lý, thấy đầu phía bắc của cây cầu Gruskovo bị phá hủy. Đến sáng ngày 19 tháng 8, truyền thông Ukraine và các blogger Nga đưa tin, việc ba cây cầu bị phá hủy đã khiến khoảng 80 ngôi làng của Nga trên lãnh thổ giáp Ukraine không có lối thoát tới các điểm phía bắc và phía đông. Hàng thông tấn Unian đưa tin, dân thường và quân đội Nga đang cố gắng sơ tán đến nơi an toàn bằng thuyền nhỏ. Cả báo cáo hồi tháng 7 và hình ảnh vệ tinh chỉ ra rằng, lực lượng Nga đã xây dựng một cây cầu phao bắc qua sông Seim cách Gruskovo 3 km về phía đông. Đến ngày 19 tháng 8, không rõ cây cầu đó có còn nguyên vẹn hay không, nhưng các nguồn tin cho rằng nó đã bị lực lượng Ukraine tấn công. Theo một tuyên bố của quân đội Ukraine hôm 16 tháng 8, kể từ khi cuộc tấn công vào Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, Ukraine đã chiếm được khoảng 1.150 km vuông lãnh thổ Nga. Theo các thành viên của lực lượng bộ binh cơ giới Ukraine, được phóng viên Kiev Sport phỏng vấn ở thị trấn Suha thuộc cơ hôm 18 tháng 8. Giao tranh vẫn tiếp tục ở phía tây thị trấn Korenevo và các điểm cách thị trấn Korenevo khoảng 20 đến 40 km về phía bắc biên giới Ukraine, cũng như phía đông Suha. Nhà phân tích quân sự Dohan Hin trong một báo cáo ngày 19 tháng 8 đã xác định các làng Kremsmi Zahuravi, Novoslovka, Pogrevi, Novosonivsky, Osipovaluka Belisa và Martinoka là những điểm nóng giao tranh hiện tại hoặc gần đây trên toàn khu vực Kursk. Các phi đội UAV của Ukraine đã được triển khai hiện diện mạnh mẽ dọc theo đường cao tốc E38, tuyến đường hậu cần quan trọng nối các thị trấn tiền tuyến Rivsk và Rogov với trung tâm khu vực Kursk vào cuối tuần qua. Trong khi đó, giới chức Nga đã cảnh báo Ukraine sẽ đối mặt với thất bại và đầu hàng vô điều kiện khi thực hiện chiến dịch tấn công vùng Kursk. Phát biểu tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 8, ông Dmitry Poryansky, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố Để kết thúc bài phát biểu của tôi về cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine ở vùng Kursk, tôi phải lưu ý rằng những người hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ gây ra sự bất hòa giữa người Nga và khiến họ sợ hãi đã mắc phải sai lầm chết người. Hành động này càng đoàn kết xã hội của chúng tôi và cho thấy bộ mặt thật của đối phương, nhưng bên sẽ gặp thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện. Ông cho biết các đồng minh phương Tây không hề có một lời lên án nào đối với hành động của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Kursk là động thái mà Kiev chắc chắn phải hối hận sâu sắc. Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Nga sẽ không đàm phán với Ukraine vì cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải các đoạn phim quay cảnh máy bay không người lái UAV và trực thăng tấn công của Nga nhắm mục tiêu xe tăng thiết giáp Ukraine đang hoạt động tại tỉnh Kursk, Nga, theo đài RT. Đoạn video đầu tiên cho thấy, một chiếc xe tăng Ukraine vẫn còn trên xe tải vận chuyển, bị một UAV trinh sát phát hiện. Sau đó, một UAV lăn xét xuất hiện và phá hủy xe tăng này. Đoạn clip đầu tiên dài 20 giây cho thấy, một chiếc xe tăng vẫn còn trên xe tải vận chuyển của Ukraine, bị một máy bay không người lái trinh sát phát hiện và một máy bay không người lái lăn xét phá hủy. Đoạn video thứ hai quay cảnh UAV Lancet của Nga tấn công một thiết giáp Ukraine. Đoạn clip cho thấy một xe bọc thép chở quân được bố trí trên đường cao tốc trong một rào chắn. Một cuộc tấn công của Lancet đã khiến APC bốc cháy, trong khi bộ binh Ukraine hoảng sợ chạy toán loạn. Video thứ ba trong ngày ghi lại cảnh trực thăng tấn công Mi-28 của Nga cất cánh để bắn rocket vào đơn vị thiết giáp của Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng này đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vickr để thực hiện nhiệm vụ thành công. Các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào quân đội Ukraine cả bên trong khu vực Kursk và ở phía hậu phương, tại khu vực Sumy của Ukraine. Theo Moscow, các thành phần của lữ đoàn cơ giới số 22, 61 và 115, lữ đoàn tấn công số 80 và 82 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của Ukraine đã tham gia vào cuộc xâm nhập. Hiện Ukraine chưa bình luận các video trên. Ngày 19 tháng 8, Kiev Independent trích dẫn cuộc phỏng vấn Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kerry trên chương trình Fraser Nation của CBS. Trong đó, ông Kerry cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk có thể giúp Kiev thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, Thượng nghị sĩ Kerry cho rằng, người Ukraine đã làm điều gì đó không thể lường trước được, điều có thể thực sự thay đổi cục diện diễn biến của cuộc xung đột này. Ông Kerry cũng lưu ý rằng, hơn 130.000 người Nga đã buộc phải sơ tán khỏi các khu vực gần biên giới. Khi được hỏi, ông có ủng hộ việc dỡ bỏ thêm lệnh hạn chế sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga hay không? Thượng nghị sĩ cho rằng, việc tiếp tục xem xét nhu cầu của họ là điều phù hợp. Theo giới chức Mỹ, đến nay, Washington vẫn chưa muốn cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bên trong khu vực quốc cơ, không phải vì nguy cơ leo thang mà vì Mỹ chỉ có nguồn cung hạn chế. Trong diễn biến liên quan, theo báo cáo nội vụ từ Bộ Quốc phòng Đức, Yêu cầu của KF về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành Panzerhaubit 2000 do Berlin cung cấp đã không được đáp ứng, khiến lực lượng Ukraine không thể sử dụng loại pháo này trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga. Báo cáo cho biết, trường hợp pháo tự hành Panzerhaubit 2000 là một trong khoảng 30 lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên trị giá khoảng 3 tỷ euro mà Đức cam kết hỗ trợ Ukraine chưa được đáp ứng, cùng các lĩnh vực khác bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh và thiết bị bay không người lái. Đáng lưu ý theo tiết lộ của giới truyền thông, Ukraine đã không thông báo cho phương Tây về kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào Nga do lo sợ họ sẽ ra lệnh cho Kyiv hủy bỏ chiến dịch hoặc các chi tiết sẽ bị rò rỉ. Đây là thông tin được tờ The Economic công bố hôm 18 tháng 8, sau khi trích dẫn nguồn tin nắm rõ về kế hoạch tấn công quy mô lớn của Kyiv vào vùng Quốc cơ của Nga. Theo nguồn tin, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine là tướng Alexander Syrskyi đã có nguy cơ bị sa thải chỉ vài tuần trước khi chiến dịch tấn công Quốc cơ diễn ra do quân đội Ukraine bị thất thủ ở mặt trận Donbass. Theo The Economist mô tả, khi căng thẳng gia tăng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Syrsky đã nghĩ ra canh bạc táo bạo được sinh ra từ sự tuyệt vọng, cùng với một số kịch bản được cân nhắc. Chúng bao gồm các cuộc tấn công vào khu vực biên giới Kursk hoặc Bryansk của Nga, hoặc kết hợp cả hai. The Economist cho hay, mục tiêu chính là buộc Nga giúp quân khỏi Donbass và tạo ra những con bài mặc cả cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Ngoài ra, tướng Zelensky đã giữ bí mật về chiến dịch tấn công ở mức cao nhất, chỉ thảo luận kế hoạch với một nhóm quan chức được chọn, cũng như chỉ thông báo trực tiếp cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Điều này có nghĩa là cố tình giấu kín các đồng minh phương Tây. Theo The Economist, tướng Zelensky từng có hai hoạt động bị phương Tây phá hỏng. Trong đó, một hoạt động đã bị dò dỉ thông tin cho người Nga và một hoạt động bị yêu cầu hủy bỏ. Hoạt động được cho là bị dò rỉ thông tin có thể ám chỉ đến cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 của quân đội Ukraine đã kết thúc trong thất bại. Hồi tháng 2, Tổng thống Zelensky tuyên bố kế hoạch phản công của Kiev đã nằm trên bàn của Điện Kremlin ngay cả trước khi chiến dịch được bắt đầu. Theo đó, theo The Economist, với sự việc đã rồi, phương Tây không thể phản đối. Thậm chí, nhiều quan chức phương Tây đã lên tiếng ủng hộ Ukraine tấn công Kursk khi cho rằng Kiev có quyền tự vệ. Mỹ khẳng định không tham gia vào quá trình chuẩn bị cho Kiev đột kích vào Kursk. Tuy nhiên, cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev cho rằng, Kiev sẽ không bao giờ dám tiến hành một hoạt động như vậy nếu không có sự ủng hộ của Washington. Và khẳng định, NATO đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện viên quân sự và cả thông tin tình báo. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!